Hello anh chị cô chú. Nếu anh chị cô chú mà thích cây lớn lớn đẹp đẹp thì ghé em nha. Đây em đang chuẩn bị ship cho khách nè. Cây táo 15 galon nè. Táo Thái 15 galon đang có bông. Đang có bông và có trái luôn á. Đó. Cây to to vậy không à. Gốc của nó nè. Đó. Cái cây này là gốc nhỏ rồi đó. Có những cây gốc còn lớn hơn nữa. Đó. Đã chưa? Đi một vòng lượm được mấy trái cái này là cái gì ta, trái măng cầu và mấy cái trứng. Đây là măng tre của em ship cho khách nè, coi nè cái gốc của nó nè, ghê chưa. Có cây này đang ra mục luôn nè, nè đó, đang ra măng luôn nè, ghê chưa. Nên chị cô chú mà thích cây lớn lớn á, đẹp đẹp á, hay là đủ size luôn, cho chú cô chị cứ ghé em hoặc là alo cho em ship tận nhà nha. Còn đây là tắc ngọt trái tròn ha. Nhưng mà cái tắc này phải để chín mới ăn được nha, chứ còn non là ăn vẫn chua nha. Phải để chín vàng mới ăn nha. Đây là ổi đây, nhưng mà cái ổi này phải đổi cây khác rồi. Cái cây này không ship cho khách được, tại vì nó trái nó bự quá, ship nó gãy cành chứ nó rụng hết à. Đây là cây chanh cẩm thạch. Đẹp ha. Còn đây là cây mận tam hoa lớn. Cây này ship cao quá em phải cắt ngắn xuống nè. Măng cầu na xum xuê. Rất là đẹp luôn, măng cầu na dai đó. Còn đây là cây sabo. Đẹp ghê không? Trái nè. Đó. Trong chậu 15 galon. Rồi cây sầu đâu. Đã không? Nếu anh chị cô chú mà thích cây lớn lớn hay là cây có trái sẵn hay là bất kỳ cây gì anh chị cô chú thích thì alo cho em ha. Ở ruby cóc tiêu lốt ông xã em đang làm nè, trời trái quá trời. Xã cho em coi mấy cái trái chứ sao đó, đã không. Hoa ngọc lan nè, hoa ngọc lan đang có bông nè. Lisa Atomeya cao 5 feet luôn. Đã chưa? Ổi lê rất là ngon, giòn ngon đây. Rồi chanh số 8 lớn nè. Cây xoài. Cây ổi kilo. Cây này đã có 2 trái nè. Nếu anh chị cô chú thích thì alo cho em ha. Giờ em phải đi phụ ông xã em quấn máy này ship cho khách đây. Thank you anh chị cô chú nhiều.